Thông tin từ Sở Y tế An Giang sáng nay cho biết, được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Y tế triển khai thực hiện phần mềm hỗ trợ quản lý điều trị F0 tại nhà trên phạm vi toàn tỉnh. Kinh phí thực hiện phần mềm do công ty Camino, thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. Theo Sở Y tế An Giang, tình hình dịch COVID-19 trong tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, số ca mắc và tử vong có xu hướng gia tăng. Trong đó, có nhiều trường hợp mắc COVID-19 được quản lý tại nhà chưa tốt, khi đến cơ sở điều trị đã trong tình trạng rất nặng, nguy cơ tử vong cao. Phần mềm hỗ trợ quản lý điều trị F0 tại nhà giúp các trạm y tế trong tỉnh giảm tải, quản lý tốt người F0 đang điều trị tại nhà, tạo kết nối giữa người bệnh với các nhân viên y tế địa phương khi cần hỗ trợ chăm sóc y tế khẩn cấp hay các tình huống khác. Đồng thời giúp người F0 yên tâm trong điều trị tại nhà. Từ tháng 10 năm 2021 đến nay, Sở Y tế An Giang phối hợp công ty Camino thành phố Long Xuyên triển khai thí điểm phần mềm hỗ trợ quản lý F0 điều trị tại nhà ở thành phố Long Xuyên, Châu Đốc, huyện Chợ Mới, Phú Tân và Châu Phú đã mang lại kết quả tốt nên triển khai thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh.